với phần 2 của chương trình này thì Andy xin được gửi đến cô về câu hỏi về Medicare và Medicaid. Và cô ơi, cái Medicare và Medicaid nó khác nhau chỗ nào vậy cô? Medicare là chương trình bảo hiểm y tế của cấp liên bang, the federal program, yeah. Okay. Dành cho những người có đi làm, có đóng thuế Medicare, yeah. Tuổi 65 trở lên hoặc là mình đang đi làm rồi mình bị bệnh tật. Nhưng mà có một điều rất là hay ho là cho dù một người hoàn toàn chưa đi làm gì hết ở Mỹ, không có đóng thuế an sinh xã hội, không có đóng thuế Medicare, nhưng mà cái người hôn phối của mình, cô dùng cái chữ hôn phối biết là gì không? Dạ biết, là vợ chồng với nhau. À, vợ hay chồng. Là tại vì nếu mà một trong hai người có đi làm, có hội đủ điều kiện để hưởng Medicare, thì cái người phối ngẫu, có nghĩa là người vợ hay người chồng ở cái tuổi 65 cũng được hưởng theo cái quyền lợi Medicare của người kia. Oh, okay. Okay. Còn Medicaid á, là cái chương trình trợ cấp y tế, là giúp cho mình được đi khám bệnh, được đi nằm nhà thương v.v. Do chính quyền liên, ngân sách thì của tiểu bang và liên bang, nhưng mà do chính quyền liên tiểu bang, state quản trị, là administer, thì dành cho những người có lợi tức thấp và tài sản hạn chế. Khi nói đến Medicaid thì có rất nhiều người trong nhiều chương trình khác nhau được hưởng Medicaid. Chẳng hạn như mình trong chương trình an sinh xã hội thì mình nói rất nhiều về những vị lãnh SSI. Thì lãnh SSI thì chúng ta được hưởng Medicaid. Yeah. Bên cạnh đó cũng có những người như là mặc dù không lãnh SSI gì hết, nhưng mà chẳng hạn như là những người phụ nữ mang thai. Yeah. Okay, mình phụ nữ là một người phụ nữ mang thai rồi không có lợi tức thì có thể xin được cái Medicaid cho mình trong lúc mà mình sanh nở, cũng như Medicaid cho em bé vừa mới ra đời, hay là những người mà con nít dưới 18 tuổi mà là con em của những gia đình có thu nhập thấp và lợi tức hạn chế thì cũng sẽ được hưởng chương trình Medicaid. Medicare đó có nhiều phần, phần A, phần B và phần D là những phần chánh. Yeah. Còn cái Medicaid á, là một người được hưởng Medicaid không có nhiều phần gì hết á, chỉ có một tấm thẻ thôi. Rồi mỗi lần mà mình đi bác sĩ, mình đi bệnh viện, mình đi mua thuốc thì mình chỉ xuất trình cái thẻ Medicaid. Cái Medicaid đó là con nói giống như cô nói đó, là cái đó là của tiểu bang, nên mỗi cái thẻ Medicaid là có một cái symbol của tiểu bang đó đúng không cô? Dạ, vì thưa quý vị, Medicare là một cái chương trình bảo hiểm của cấp liên bang. Do đó, một cái người mà được Medicare trong trường hợp mà mình đi du lịch trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì mình rủi mình không may bị bệnh thì mình có thể sử dụng cái Medicare đó. Medicare sẽ trả cho mình bất cứ mình đi nơi đâu trên xứ Mỹ. Yeah. Nhưng mà Medicaid thì chỉ giới hạn trong cái tiểu bang mà mình cư ngụ thôi. Mình ở đây là Texas phải không? Yeah. Rủi mình đi qua bên Cali chơi mà mình bị bệnh mà mình chỉ có Medicaid thôi thì Medicaid của Texas không có cover, không có trang trải những cái chi phí về y tế của mình trong lúc mình bị bệnh ở California. Vậy nếu mà cô nói như vậy thì con có một câu hỏi khác dành cho cô nữa, đó là thí dụ một người mà người ta đang ở bên Virginia mà người ta muốn qua Texas, người ta sinh sống luôn với con người ta như vậy, thì làm cách nào để người ta có thể đổi Medicaid từ Medicaid của Virginia qua Medicaid của Texas cô? Dạ, rất là đơn giản, là tại vì đây là một cái chương trình đi đôi với SSI. Yeah. Thì nếu mà cái vị này ở Virginia có Medicaid thì có nghĩa là đã có SSI rồi. Yeah, phải không? Rồi. Thì cái việc của vị này làm là khi đặt chân đến Texas thì báo ngay cho sở an sinh xã hội địa phương, đó là tôi tới Texas rồi nha. Yeah. Xin cho tôi đổi điều chỉ qua cái nơi mới đến là ở tiểu bang Texas. Bên cạnh đó thì cái hồ sơ chuyển địa chỉ của vị này trên SSI cũng sẽ được interface, là sẽ được thông qua cái chương trình Medicaid của tiểu bang Texas, thì lúc bây giờ mình sẽ được điều chỉnh. Mình không phải đích thân tới văn phòng Medicaid mà nói là bây giờ tôi dời qua Texas, mà chỉ cần thay đổi địa chỉ với chương trình SSI là quý vị sẽ được thay đổi. Là cái đó là mình chỉ cần gọi điện thoại thôi hay sao? No. Với SSI là quý vị gọi điện thoại 1-800-772-1213 để đến đó trình bày về cái tình trạng thay đổi địa chỉ của quý vị. Vì muốn xét đến cái
chương trình SSI, quý vị còn phải cho cơ quan này biết tình trạng ăn ở của quý vị ra sao. Một trong những nguyên tắc để mà cứu xét xem cái con số trên cái chi phiếu SSI là bao nhiêu thì quý vị phải đạt đủ cái tiêu chuẩn về mặt ăn ở, đó là mình phải có đóng cái phần fair share, cái phần hùng của mình vào trong cái quỹ chi phí của gia đình đó. Ok, rất là hay, xin cảm ơn cô. Và Andy xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin kính chào.